Rồi hôm nay các bạn bắt đầu, tháng là tháng mấy rồi? Tháng 12, tháng 1, đào tạo bọn mình như thế nào? Mặc như nào, tay tư thế như nào, mặc như nào? Ok, rồi tháng này tháng 1. Tháng 1 tư thế nghiêm túc, bóng đặt ở đâu? Đúng rồi, hôm nay là tháng 1, tháng 1, lần lần mới, của mình là chi? Để vô tâm bạc á. Quan tâm bạc, vậy thì quan tâm bạc. Tháng 12, mình còn dự lửa đó không? Tháng 12, mình còn dự lửa nghiêm túc không? Có. Vậy thì nghiêm túc thì mình sẽ luyện tập với bao nhiêu phần sức của mình? 100%. Bao nhiêu? 100%. Ok, vậy nhớ nha, hôm nay các tên chúng ta sẽ là Bin, 100 đi Bin. Rồi, nhiều trường ơi, sẵn sàng chưa bây? Sẵn sàng chưa bây? Tôi nghe ngắn rồi, sao đó? Nhưng mà trước khi chào thầy đó, thì phải cảm ơn cô chú và nhớ cô chú cùng của chúng ta nữa. Tại vì hôm nay là vòng đầu tiên của năm. Ok, các bạn có biết không? Đúng được. Đứng ở đây đại diện để cảm ơn cô chú. Các bạn lắng nghe. Xin chào các cô chú. Ok, các bạn chưa? Ôi lời sao ra chị ơi. Xem các bạn nào qua năm mới còn những tác phong của mình thấy không? Rồi mình chào bắt đầu chị ơi. Yeah. Yeah. Rồi toàn tập sức của mình, chị ơi. Yeah. Yeah. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Thầy nói thầy đi nhầm, chào lại. Nói xong mình cũng chào, bắt đầu. Yeah. Yeah. Cảm ơn cậu. Thôi ơi, cho mình cầm bóng lên, sẽ tập trung bên đây. Xem bằng ngăn vào đây. Số 1 Ok, tin như nào. Rồi bắt đầu vào tập. Ê, xì phu, tập lên như nào. Xì phu lên tay lâm, xì phu đẹp trai không? Không. Làm gì mà quên tay lâm? Không. Tay lâm là một đôi. Bắt đầu dẫn sơn. Sau đó, thái sơn. Tư thế lăng nhanh như thế nào, bóng như thế nào? Bắt đầu tiên. Sử dụng một phần này là gì ta? Mũi. Chính xác. Mình sử dụng bóng đi. Khu vực, ok. Rồi, bắt đầu bóng qua cơ. Thành bóng chính xác cho bóng inside. Sau đó quay về. Tiếp sĩ phu như thế nào? Sĩ phu bây giờ tiếp theo như thế nào? Một điểm tay lập. Rồi, sĩ phu đúng rồi. Inside đúng rồi. Dẫn bóng đến. Cho chuyền về là được bao nhiêu điểm ta? Bao nhiêu? Một điểm. Rồi, một cộng một là bao nhiêu? Hai. Rồi, thi đua xem. Hai phút xem đội nào nhiều điểm nhất. Ok. Rồi bạn chia ra. Ba trên này chia cặp ba. Hai. Bên kia không được kia. Bên kia không được kia. Bên kia không được kia. Kế. Chồng ơi. Rồi qua đây. Rồi thôi đi. Như vậy chậm như vậy. Hai người qua kia. Qua đây với thầy. Qua đây với thầy nè. Kim đổi này. Ok. Bắt đầu thôi. Có bạn kia. Đúng rồi. Ok. Rồi tiếp tục. Đúng rồi. Tiếp tục. Tốt. Đúng rồi, ok, cố gắng chơi số bóng như nào? Tiếp tục, đúng rồi, chồng ơi. Rồi, sao, bắt đầu. Ok, tiếp tục, đúng rồi, đó. Đúng rồi, chồng ơi, hai bạn ở đây một cặp với nhau. Thầy không được kiên. Hai bạn tiếp tục, chồng ơi. Đúng rồi, sao, sao. Tiếp tục, ok, đúng rồi, tiếp tục, sao, sao. Rồi, ok, rồi, đúng rồi, quan sát bạn. Nhìn bóng này nào, hồi đó, đúng rồi, tiếp tục. Rồi thì chúng ta cho bạn đi nào. Tiếp tục tiếp tục. Rồi,
đúng rồi, tiếp tục. Ok. Nhớ sử dụng một phần guitar, đúng rồi. Đi sang đi chơi với các bạn. Đội đã thắng được tặng quà Noel. Không phải, được tặng lì xì. Rồi chuẩn bị. Outside và gì? Outside sẽ kết thúc. Các bạn quan sát. Chân thủ của mình sẽ di chuyển theo bóng. Out, in, out, in, out. Ok. Đến đây mình sẽ dừng bước. Đã không? Điền tiếp sang với cho bạn. Do quay lại. Ok, rồi chồng ơi. Bắt đầu. Ok, đúng rồi, tiếp tục. Ok, dưới nào tin tin. Inside, outside. Đừng để ý đến cô. Ok, chưa bóng to ra đi. Ôi, chứng hoành.
đúng rồi, đúng rồi. Thì bóng thôi. Ok thôi. 5 3 3 3 2 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 5 2 5 2 5 1 1 1 1 hết giờ. Cầm bông, tập trung lại lớp. Nhanh lên, tập trung. 5, 4, 3, số 1 rồi mình. Nhanh nhất 100 điểm. Ok, ok, đồng đội con đâu rồi? Đứng với đội của mình luôn nha các bạn. Đây, tiếp đi đồng đội con là ai? Ôi, vừa rồi á. Hả? Tập trung nhanh nào con, tập trung. Quy tắc tác phong của mình. Mình phải như thế nào ta? Nhanh đúng không? Ok. Thầy hỏi đi. Lúc này chụp bông. Mục tiêu của mình là thắng 1 điểm bóng đúng không? Bao điểm, rồi có tính đi bao nhiêu điểm? Ôi, mấy điểm nhá? Là bao nhiêu? 6 rồi. À, 6 điểm. Ôi, tiếp tục. 10 9 12 13 6 1. Vậy hôm nay đội chúng ta là đội của bên này, Quality. 100 một tay cho bạn. Đó là Quality. Hát một bùm 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 bùm. Nhưng mà điều quan trọng đó, thầy thấy có nhiều bàn á, cái spawn như thế này này. Lúc bóng tới ví dụ, kèm là bóng nhẹ lại như này. Bóng tới á. Ừ. Bây giờ làm sao để không hụt? Lấy ba trước thầy. À, kia trước. Ừ. Chân phải như thế nào? Ờ, hướng lên trời. Và lực tiếp xúc vào bóng là gần như là bằng không đúng không? Và động tác chuyền này có nhiều bàn á. Chuyền mà đứng như vậy. Chân trụ đặt xa vậy có tốt không? Rồi, ngang vị trí của mình. Và lúc chân trụ đầu gối mình phải luôn. Người mình sẽ dùng mày đâu? À, phía trước, ok. Inside là hướng mày đâu sao? À, đồng đội, đối thủ của mình. Bây giờ các bạn, chuẩn bị vào tập tiếp. À, đâu rồi, tất cả bóng đặt ở đây. À, chưa? À, đặt bóng đây. Cất cơ, nắm đi vào đá như này. Rồi, chuẩn bị. Yeah, tốc độ tác phong của mình như thế nào? Tác phong của mình phải như thế nào? Bây giờ là gì? Ôi, nắm không cất. Quy tắc tác phong của mình như thế nào? Mắc như nào? Tay nào? Bụng như nào? Phong nào? Hey. Màu gì? Ok. Rồi bây giờ bắt đầu. Ôi, thầy sẽ chơi trò chơi này vui lắm. Bạn nào tự tin lắm mình sẽ chạy nhanh. Chạy nhanh là lợi thế cho ai? Phòng. Phòng thủ đúng không? Thầy Lâm sẽ là phòng thủ. Cách chơi sao? Thầy bên kia là tấn công. Cách chơi này. Thầy Lâm sẽ chuyền bóng cho bạn bên kia. Sau đó, bạn bên đó sẽ chuyền bóng qua cánh của bên này. Stop. Để mục đích. Làm một cái nữa. Hey. Và các bạn quan sát nhé. Các bạn chuyền. Mình sẽ chuyền bóng cho đội bên kia. Đội bên kia muốn ghi điểm. Các bạn sẽ phải chuyền bóng qua khu vực bên này. Hoặc là bên này. Nếu mà bên này, thì các bạn phải chuyền bóng bên này. Hoặc cái bóng, hoặc là. Mình sẽ bóng qua bên này. Nếu mà thầy bên kia chạy qua khu vực nắm bên khu vực cánh cổng bên này, thầy phải qua cổng nào? Phải vòng qua cổng bên này mới không thủ được. Dori bơ. Xe ba là người nhanh nhất. Ok.
đôi sân làm tấn công trước đưa cao vào thủ. Tập chân lên như thế nào? Tại sao? Chồng ơi, ok. Lượt tiếp sẽ là Hải Minh. Hải Minh cùng với Hải Minh hiểu luật chơi đúng không? Chuyển mạnh lên. Chuyển mạnh lên. Rồi bắt đầu chồng ơi. Ok, rồi bây giờ làm gì? Ok. Ok. Rồi tốt. Tốt rồi. Rồi chồng đi. Hoa. Ui chết lên nào ơi. Chết nào. Chết nào. Đúng rồi, tôi không đau luôn. Bây giờ suy nghĩ cách tấn công làm sao để thắng được đội màu xanh nha. Ok rồi. Mọi người các bạn đội đi. Okay, come on.
Rồi các bạn quan sơ. Sơ. Suy tấn công tiếp theo nhá. Sơ. Lúc mà con bằng thú á, thầy Lâm đi qua cổng này thì con muốn tiến lên thì con đi vào cổng nào? Rồi, về lúc này con đã đi vào cổng đó chưa mà được phép lên. Rồi, phải thực hiện lại nhá. Rồi, sẵn sàng chung ơi. Rồi, sao mày thực hiện lại? Rồi, các bạn chuẩn bị nhìn thầy này. Bao nhiêu thủ? 6 thủ, 6 thủ phải lớn rồi, chúng ta nhìn thầy này. Ok, bắt đầu, sơ, loan cũng được, loan ơi, loan bắt đầu đi. Ok, rồi bây giờ đã nhìn. Ok. Ok, loa tập huấn giúp thầy nhá. Rồi, Sơn qua sân một chút là Sơn. Sơn ở phía sau qua sân một chút là. Rồi, loa tập huấn giúp thầy nhá. Loa ơi, bóng kìa. Cho nó lại có. Các bạn con Sơn. Bắt đầu. Ok, ồ. Oh. Các bạn chung ơi. Bắt đầu. Ok. Chỗ đâu ở đâu ta?
kia tốt biết. Ủa ha ha, đi vừa rồi. Bin thấy khó khăn không? Bin có thắng được Duy không? Lý do vì sao lúc này Bin đánh lừa. Vậy thì trong lúc trận bóng á, cách mà chiến thắng đối thủ là mình sẽ suy nghĩ xem đối thủ sẽ đi đâu đúng không? Và thầy hỏi nè, trên sân mình có bao nhiêu khoảng trống để đi qua ta? Hai khoảng trống đúng không? Vậy chúng ta phải qua sân trước đúng không? Bây giờ mình sẽ tăng độ khó lên. Bây giờ sẽ là 2-2 và có thể lúc là Freeman nữa. Thích không? Không thích hả? Ai không thích? Okay. Rồi bây giờ các bạn một chút thôi. Đội bên nào? Thôi, bên kia đội cam. À đội xanh bên kia, đội cam bên này. Rồi chuẩn bị. Rồi các bạn hãy chuẩn bị. Xanh qua đây. Các bạn xếp một hàng, xếp một hàng. Ok. Hai bạn đầu tiên lên kìa. Tin tin đón trước hả? Thôi hai bạn một trái bóng. Ok. Ok, chuẩn bị cặp cho mình kìa. Sao ta? Ôi, hai cặp tiếp theo rồi. Nó bị. Bắt đầu. Bóng đi đâu? Bóng đi hướng nào? Bóng bắt đầu được kia. Bắt đầu được kia. Ok, bắt đầu rồi á. Này, không có điểm. Kia tông, lướt theo. Lướt theo lại. Lướt theo lại. Lướt theo lại. Lướt theo lại. Rồi, đây rồi. Hai rồi. Yeah.
bác luôn, không cần phải đi qua cổng đâu nha. Ok, các bạn phải áp sát nhanh luôn. Còn có lòng, áp sát. Ok, tụi mình tụi đây đâu? Ôi, thấy có cái gì? Ôi, tụi mình coi mày giỏi. Nói, đúng rồi, giỏi, 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 giỏi. Biết không? Con thì một con phải chạy nhanh lên, đúng rồi. Dạ, rồi. Ôi, ok. Rồi, vậy á, mình đứng vào đây, gần đây á, vậy thì có tốt cho đồng đội của mình không? Không. Không, đúng không? Lý do vì sao không? Ờ, vậy, hai người được qua một chỗ thì chỗ kia họ đánh không? Ờ, đúng rồi. Và chỉ cần luôn vào đây thì có thể chẳng được hai bàn. Vậy bây giờ tương tự thì dựa ở đâu? Ờ, ok, thì giờ lấy vị trí bên kia xem. Ok. Rồi, bây giờ Phương Đi Mê gõ được chẳng hạn. Lúc này chưa định mà coi là giật bóng về đâu về Minh Quân. Lúc này cái điều coi là giật bóng đi về hướng nào. À, hướng bên này, thôi tiếp tục đi. Rồi bắt đầu. Hey, giỏi đúng rồi, ok. Mình sẽ làm gì? Tắt đề. Ok. 5 giây để làm việc đó thôi. Rồi bắt đầu. Thì cô bây giờ làm gì? 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 Ok. Ô hãy đừng có đòi hỏi. Thôi lên đây chuyện đâu. Ok, rồi sao sao? Đồ trường
ok đội trưởng. À, tiếp tục đi đội trưởng. Sau này sau là mình sẽ chào để bắt đầu luôn. Đội hình hai đội ok chưa? Ok. Đúng rồi. Đây rất cần những bạn giống như kiểu mình, tại vì nhờ những bạn như vậy mới giúp lớp mình có những quy tắc đó và rõ ràng được. Những điều này là không có cần phải làm anh hùng và siêu nhân gì mới làm được, đúng không? Có người tự giác kìa. Nice. Ok, chúng mày nghiêng nghiêng chào tao, chúng ta có lên, chúng ta có lên. Có bị sai gì không ta? Sai. À, sai để chào lại. Chuẩn bị nghiêng nghiêng chúng ta có lên, chúng ta có lên. Tầm tầm ok, một cái gì sao ta chuẩn bị nhớ vững vị trí nhá. Như thế nào, tại sao ê mà tiết kiệm thời gian nào? Thank you.
Này là Hẻm Anh ơi. Đội ca mình di chuyển vị trí ra. Chuyển sang làm gì? Chuyển sang làm gì? Chuyển chỗ, chuyển chỗ. Đúng rồi. Ok, rồi, và các con lên chuẩn bị. Chuyển sang, ok, đừng lấy đồ mốt nữa em. Rồi, xa xa chồng bê. Đừng lấy ra bóng đó nữa, đừng lấy ra bóng đó nữa. Xa xa chồng bê, ok. Xa xa chồng bê bắt đầu. Ok, ôi. Ok. Ok, xa xa chồng bê bắt đầu. Yeah.
chuẩn bị vị trí đâu vậy? Simon, Bin, Sĩ Phú bây giờ con làm gì vậy? Sĩ Phú, đối thủ ở đâu? Đối thủ ở đâu rồi? Ồ, đúng rồi, ok. Chú bơm tao bao, rồi chú bơm. Bao nhiêu phần trăm sức mình bây giờ thi đấu? Ok. 1, 2. Còn gì? Đây. 1 cây. Hết sức của mình. 1, 2, 3, 4. Lên. Ông muốn nằm á. Nếu mình chỉ chia cho có như vậy, tức là mình không có tìm buộc gì cả. Mình đã cùng nhau lên tinh thần thì tất cả phải mọi người phải chia chứ. Ok. Thầy không chỉ nhắc gì cô, phải nhắc các bà còn lại cũng vậy. Nhưng lần sau cũng vậy, ok. Rồi chúng mày. 1, 2, 3, yeah. Thôi chúng mày tiếp theo sẽ là chúng mày. Ok. Rồi sao chúng mày? Đây, tại sao? Tại sao? Sáu mà thầy, sáu mà thầy, sáu mà. Chúng mày tiếp theo. Sáu mà thầy. Sáu mà thầy. Bắt đầu. 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 Bắ
di chuyển, cho bạn trên di chuyển. Đúng rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là gì ta? Mấy các bạn. Rồi, quan tâm. Các bạn cho mình bắt đầu luôn. Nghe. Yeah. 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 Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Anh đi xa xa gì đúng không? Ok, lại một cái nữa. Đôi săn, đôi săn. Bên kia áo lưới mà vẫn chưa đặt nghiêm túc kìa. Ờ, cảm ơn luôn. Tất cả áo nó luôn. Đấu ngoài quốc tế này. Cái sân này là nó tặng cái sân lớn. Cái sân này có mấy ngày ông đấu ở sân lớn. Đấu ở sân lớn. Tập hôm nay rồi. Lâm luôn phát lời hứa này. Vì sao thầy Lâm luôn đưa lời hứa này cho các con vậy? Mình nhớ. Ồ, mình nhớ. À, học hỏi. Thực hiện. Thế là mẹ nhắc mình. Ừ, đúng rồi. Những điều này có tốt không? Quá tốt. Ba mẹ bình thường làm việc, ba mẹ khả năng suy người khác và quan tâm như người khác. Sao thế này này? Ồ, ví dụ. Ví dụ. Nếu mà ba mẹ quản lý rất là nhiều người, cuộc đời nhiều người, mà ba mẹ không có khả năng đoán suy nghĩ và suy nghĩ xem đồng nghiệp, nhưng mà nhân viên của mình đang làm gì hoặc đang khó khăn thế nào, thì ba mẹ có làm tốt công việc được không? Cho nên ba mẹ phải luôn suy nghĩ và biết được bạn đang cần điều gì để hỗ trợ cho mọi người, đúng không? Phải đồng lớp mình. Hôm nay các bạn có suy nghĩ và hỗ trợ cho bạn xung quanh không? Có không? Lúc đồng đội phòng một mình ở dưới gian hàng. Thôi, đứng trên này đời. Mày đã có suy nghĩ cho đồng đội phía dưới không? Không, phải nghe. Ồ, đó cũng là suy nghĩ cho bà. Ok. Thôi, hôm nay thầy cầm một đội trường là Bin đúng không? Nhớ cái này thầy không? Bin gửi lời cho thầy nha. Thôi, bạn bay một cái lên luôn. Thôi, nhớ nói cảm ơn bạn. Rồi, mày lên xin chào ba mẹ một cái này nhá. Dựng cái cam mì rồi đấy. Ôi, chị có cái cam mì. Thôi, các bạn, trong lúc mày lên chào ba mẹ, các bạn thử xem. Rất lời hứa luôn nhá. Dạ, đi nhà ba mẹ. À, cảm ơn chị hôm nay đại đại các bé cho nhà luyện tập. Hôm nay là đầu tiên của tháng 1. Đại các bạn bước. Thì thầy Lâm cũng muốn các bạn có thể không quên lời hứa nghiêm túc và nhớ hứa tháng. Tháng 1 là mình, tháng này là quan tâm bạn và năng sinh sinh khác. Thì ba mẹ ở đây là những người là có rất nhiều kinh nghiệm, thì mong rằng ba mẹ cũng biết là đời nữa mà cách sinh sinh khác.
cho những gia đình đàn mình rất quan trọng. Thì mong ba mẹ có thể động viên nhé, nhỉ, bé để cũng ở nhà. Em xin hết, cảm ơn chị rất là nhiều ạ, cảm ơn chị ạ. Ôi, chị Hương Trường ơi. Ôi, sẵn sàng chú ý. Rồi, sẵn sàng. Ôi, các bạn! Đi, mọi người ok chưa? Mình sắp đầu luôn.